Có lẽ các con đâu có biết rằng là để đến trường mỗi ngày là một ngày vui, thì sau những bước chân vui vẻ của các con lại là đầy ắp những nỗi lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ. Như là các bậc làm cha làm mẹ ngày nay, thì đặc biệt là khi các con bước vào lớp 1 thì cha mẹ lại phải rồng rắn xếp hàng. Câu chuyện này không chỉ xuất hiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ còn xuất hiện ở cả Đồng Nai nữa. Thưa quý vị và các bạn, năm nay thì cho dù dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, nhưng mà hơn 100 người vẫn phải mang ghế đến trước cổng trường phổ thông thực hành sư phạm, ngồi chờ từ tối muộn để mua hồ sơ cho con vào lớp 1. Trường phổ thông thực hành sư phạm trực thuộc Đại học Đồng Nai, thành lập vào năm 2014, được biết đến là một ngôi trường tốt, đào tạo từ lớp 1 cho tới lớp 12 với 2.600 học sinh. Trường có khuôn viên rộng, cơ sở vật chất hiện đại, ký túc xá cho học sinh nghỉ trưa. Do đó, rất nhiều phụ huynh muốn con em của mình được học tập tại ngôi trường này. Rất nhiều phụ huynh đã đợi từ 22 giờ cho tới sáng ngày hôm sau để mua hồ sơ nộp cho con. Và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì nhà trường đã đề nghị là phụ huynh phải giãn cách đúng quy định trong lúc chờ đợi. Trong lúc vào ngày sáng ngày 1 tháng 7 có 300 người đã chờ mua hồ sơ, nhưng mà nhà trường chỉ bán có 105 hồ sơ theo chỉ tiêu. Được biết là năm học 2021-2022, trường được giao chỉ tiêu là tuyển 105 học sinh vào lớp 1 và tuyển sinh toàn thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Nhà trường đã có thông báo sẽ phát hồ sơ chiêu sinh vào lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 7 và nhận hồ sơ sau đó 30 phút.